Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong cái chủ đề ôn tập học kỳ 1. Và trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập các số trong phạm vi 1.000. Vở bài tập môn toán lớp 3, bộ sách Chân trời sáng tạo. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang, theo bộ sách để chúng ta cùng học kem nhé. Bây giờ thì mời kem mở sách của chúng mình ra, trang số 88 nào. Rồi, chúng ta sẽ đến với cái bài số 1 này. Người ta yêu cầu là đúng thì chúng ta sẽ ghi chữ đờ và sai thì sẽ ghi chữ gì? Chữ S này. Các số sau được đọc là. Đó, bây giờ mình sẽ xem này. 275 đọc là 275, đúng không? Đúng, chúng ta sẽ ghi chữ đờ này. Được chưa? Rồi. 609 này đọc là 609, đúng không? Đúng. Tiếp theo. 121 chúng ta đọc là 121, đúng không nào? Đây phải là 121 này các em. Đó, nhưng mà ta đọc là 121. Như vậy cái này là sai nhá. Rồi. 584 đọc là 584. Đấy, hoặc là 584 đều được. Câu này là đúng. 930 đọc là 930, đúng không? Phải đọc là 930. Như vậy câu này là câu sai. Vậy thì mình có 2 câu sai và mấy? 3 câu đúng. Xong. Sang câu B. Viết các cái số này. Người ta cho mình một cái bảng này. Bên này là đọc này và bên này là viết số. 471 này, 400 này, 70 này, 1 đơn vị này, được chưa? 801, 800, 1 đơn vị. Vậy thì đây là dấu gì? Phải là gì? Linh là 0. Rồi. 65. Như vậy nó chỉ có là 60, 5, 5 đơn vị. 1.000. À, quá dễ dàng đúng không nào? 1.000. Ô văn kê. Xong. Câu C. Viết mỗi cái số thành tổng các trăm chục đơn vị. Như vậy đây chúng ta có 748. 748 này, 7 này sẽ là 7 gì? 700. 4 là 4 gì? 40. Mấy đơn vị? À, 8 đơn vị. Xong. 805 là 8 gì? 800. 0 có cần ghi không các em? Không cần ghi. 800 cộng với 5, 5 đơn vị. Rồi, 160 sẽ là 1 gì? 100. Mấy chục? 60. 0 đơn vị. Không cần ghi nhá. Đấy, như vậy là chúng ta đã viết xong các số thành tổng các trăm chục hay là đơn vị. Rồi, sang bài số 2. Điền cái dấu lớn hơn, bé hơn hoặc là gì? Dấu bằng. Như vậy ở đây chúng ta có này. 574 với lại 702 này. Thì các em thấy đây đều là mấy? 3 chữ số, đúng không? Thì ta so sánh hàng trăm trước này. 5 so với 7, như vậy thì 5 bé hơn 7, nên 574 sẽ bé hơn 702. Tương tự này, 236, 98, 2 đây là 200 rồi, đây mới có 9 gì? 90. Như vậy 3 chữ số sẽ lớn hơn, rất dễ dàng. Sang đây, 465, 461, hàng trăm là 4 bằng nhau, hàng chục là 6 bằng nhau. So đến hàng đơn vị, đây là 5 đơn vị, đây 1 đơn vị, 5 đơn vị lớn hơn.
Đấy. Rồi. 157 và 170. Hàng trăm là 1 bằng nhau. Hàng chục này. 5, 7. Như vậy thì 5 này bé hơn. Hơn 7. Nên là 157 sẽ phải bé hơn 170. Ô văn kê. Rồi sang đây. 683 so với 60. 680 3 đơn vị. 600 này. 80 này. 3 đơn vị này. Như vậy 683 với 683 thì làm sao nhỉ? À, hai thằng này sẽ bằng nhau. Được chưa? Rồi. Ở đây bên này là 1900 này. 90 này, 9 đơn vị này. 3 chữ số so với 4 chữ số. Thì 3 chữ số sẽ phải làm sao? Bé hơn nhá. Được chưa nào? Rồi, đến câu B. So sánh các số dưới đây và viết vào chỗ chấm. So sánh các chữ số từ hàng trăm, hàng chục đến hàng đơn vị. Đấy, tức là gì? Từ số hàng trăm đến chữ số hàng chục, rồi đến chữ số hàng đơn vị. Vậy hàng trăm này, các em thấy này, số 4 này. Số này là 0 này. Đây là 1 này, được chưa? Đấy, vậy thì đây là hàng trăm của số 4, hàng chục, hàng đơn vị. Ta có mấy số? 1 số, 2 số, 3 số này, 4 số. Như vậy ta hỏi là số bé nhất là. Vậy các em nhìn vào đây. Bé nhất thì nó chỉ có hai chữ số ở đây này. Số bao nhiêu? 87 này, nó chỉ có 80 thôi, 7 đơn vị. Nên 87 đây sẽ là số bé nhất này các em. Rồi, số lớn nhất. Vậy thì các em nhìn đây, hàng trăm anh nào lớn nhất? 4, 3, 3. Anh này sẽ là gì? Lớn nhất này. Vậy thì lớn nhất ở đây sẽ là 4, 0, 1. Rồi, sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn. À, vậy thì bé nhất là anh gì? 2 chữ số 87 này. Hai anh này có hàng trăm bằng nhau, so đến hàng chục, số 2 bằng nhau. Rồi đến hàng đơn vị, đây là 5, đây là 9. Vậy thì 5 đơn vị bé hơn này. Vậy thì số bé tiếp theo sẽ là 3, 2, 5. Đúng không? Tiếp theo sẽ là 3, 2, 9. Và lớn nhất ở đây sẽ là 4 gì? 4, 0, 1. Ô văn kê. Rồi, sang câu C. Tô màu vàng vào ô có số lớn nhất, màu xanh vào ô có số bé nhất. À, như vậy thì mình phải xác định xem. Các số này. 7, 2, 5. 2, 7, 5. 2, 5, 7. Và 7, 5, 2. Số lớn nhất là số nào đã nè? Các em nhìn ở đây. Hàng trăm là 7, 2, 2, 7. Như vậy thì hai cái số này này, có hàng trăm là 7, đúng không? Thì các em sẽ so sánh nó với nhau. Hàng chục đây là 2, hàng chục đây là 5. Như vậy thì lớn nhất ở đây sẽ là bao nhiêu? 7, 5, 2. Được chưa? Rồi, bây giờ đến hai cái anh này. Số bé nhất. Hàng trăm là 2, hàng trăm là 2. Hàng chục đây 7, hàng chục đây 5. Như vậy 2, 5, 7 bé hơn. Vậy thì bé nhất đây là 2, 5, 7. Vậy thì số nào chúng ta sẽ tô màu? Màu vàng. À, lớn nhất chúng ta sẽ tô màu vàng. Và số này chúng ta sẽ tô màu xanh. Đấy, nhiệm vụ của các em là lấy màu ra để chúng ta tô. Một số là màu vàng. Đây, số là màu xanh. Thầy chỉ có cái bút sáp này thôi nhé. Rồi, màu xanh chúng ta sẽ tô cho 257. 257 đâu? Đây. Đấy, tô màu thì cứ nhớ là lúc nào chúng ta tô từ ngoài vào trong. Rồi, thầy tô nhanh nhé. Đấy, như vậy đây chúng ta sẽ tô màu xanh cho số 257. 752. Đây, 752 đây. Đó, các em sẽ tô màu cho số lớn nhất là 752. Màu gì? Màu vàng cho nó này. Được chưa nào? Các em nên mua cái bút là dạng bút nước, màu bằng nước,
thì nó sẽ rất là đẹp. Rồi, như vậy chúng ta xong nhá. Bài số 3. Đã tô màu 1/2 của hình nào? Như vậy ở đây ta cho mình hình A, hình B và hình C. Các em thấy ở đây có bao nhiêu? Hình A này, 1, 2, 3, 4, 4 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần, vậy thì đây sẽ là 1/4. Hình B, 1, 2, 3 phần bằng nhau, tô màu 1 phần, đây sẽ là 1/3. Hình này, A, 1/2. Vậy thì người ta đã tô màu bao nhiêu? Hình gì đây? Hình C. Được chưa? Vậy thì các em sẽ trả lời ở đây là gì? Đã tô màu 1/2 của hình C nhé. Rồi, thầy sẽ ghi vào đây, các em không có ghi vào đây được nha. Các em phải làm vào tập hay là vở của mình. Đã tô màu 1/2 của hình C. Đó. Ok. Rồi, sang bài tiếp theo. Tiếp theo đấy là phần gì? Thử thách này. Người ta hỏi là màu gì? Hình chữ nhật sau được tô theo 3 màu: xanh đậm, xanh nhạt và xám. Đó. Xanh đậm này, xanh nhạt này, xám này. Đã tô 1/6 số ô vuông của hình bằng màu gì? À, vậy thì trước hết các em nhìn ở đây. 1/6 thì chúng ta cứ đếm xem một cái hình này có bao nhiêu ô này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 12. Như vậy có 12 hình. 1/6 tức là gì? 12 chia cho 6 thì nó sẽ bằng mấy? 2 hình. Đó. Như vậy nó chỉ tô là 2 hình. Vậy thì đây sẽ là bằng màu gì? Xanh gì đây? Xanh nhạt. Dễ chưa? Đó. Xanh nhạt. Rồi. Đã tô màu 1/3 số ô vuông của hình bằng màu gì? 1/3 thì mình chỉ lấy 12 chia cho 3. Đấy, nhanh nhất. Đúng không nào? Như vậy bằng mấy? 4 ô này. Được chưa? Xanh gì đây? Xanh đậm. Cách chúng ta tìm nhé. Không cần phải tìm loanh quanh luẩn quẩn cho nó mệt. Đúng không nào? Tô màu 1/2 số ô vuông hình nào? 1/2 thì các em lấy 12 chia cho 2. Như vậy sẽ là 6 ô. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy thì đây màu gì? Màu xám. Ô văn kê. Xong. Như vậy mình đã hoàn thành bài 3. Sang bài số 4 này. Làm tròn số đến hàng chục. Đó, ví dụ này. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Thì đây các em thấy này. 31, 32, 33, 34. Thì cái này nó sẽ nhỏ hơn 5. Sẽ làm tròn đến hàng chục là bao nhiêu? 30. Tương tự này. Cái này nó lớn hơn 5 này. Hàng đơn vị này. Thì sẽ làm tròn đến 4 gì? 40. Phần này chúng ta đã học ở đâu? Trong sách giáo khoa rồi. Làm tròn số 17 đến hàng chục thì được số nào? Như vậy 17 thì chúng ta chú ý hàng đơn vị này này. 7 là số lớn hơn 5. Thì chúng ta sẽ cộng cái hàng chục này thêm 1. Vậy thì nó sẽ làm tròn đến số gì? Hàng chục là 2, 20. Rồi, làm tròn số 4, 3, 5 đến hàng chục thì được số nào? Đây, đến hàng chục này. Đến hàng chục. Như vậy thì đây. 4, 3, 5. Vậy thì số 5 này. Các em thấy này, 5 này, nó bằng với 5. Vậy thì thằng này sẽ được cộng thêm 1, đúng không? Cộng thêm 1. Như vậy thì thằng này sẽ là gì? 40, 35 sẽ làm tròn đến 40. Vậy thì anh này sẽ là 4, 4, 0. Ok. Làm tròn số 3, 8, 4 đến hàng chục thì được số nào? Như vậy ta thấy số 4 này lại bé hơn 5. Nên ở đây sẽ là 8 gì? 80. Vậy thì nó vẫn giữ là 3, 8, 0. Xong chưa? Dễ nhá. Rồi tương tự như vậy câu B. Làm tròn số đến hàng trăm. Đó, vậy thì các em nhìn ở đây. Người ta hướng dẫn rồi. Thầy sẽ không nêu lại cái ví dụ. Chúng ta sẽ làm này.
làm tròn số 8, 5, 4 đến hàng trăm thì được số nào? Hàng trăm thì các em lại tính tới hàng chục, đây là số 5, đúng không? Vậy thì 8 này sẽ cộng thêm 1 là 9. Hai cái số sau sẽ là số gì? 0, sẽ là 900. Làm tròn số 9, 4, 7 đến hàng trăm. Này, 4 này. 4 bé hơn 5, đúng không? 4 này bé hơn 5 nên là chúng ta sẽ làm sao? Làm tròn là 9, 900. Số 370 đến hàng trăm. Vậy anh này là 7. 7 lớn hơn 5 nên 3 được cộng thêm 1 là 4. Vậy đây sẽ là 4 gì? 400. Ok chưa? Rồi, sang cái phần tiếp theo. Đó là phần khám phá. Điền cái số nào? Một con mực ống khổng lồ. Đấy, mực ống này. Nặng là 495 kg. Nếu làm tròn số đến hàng trăm thì ta nói con mực này nặng khoảng bao nhiêu? À, tức là chúng ta sẽ làm 495 đến hàng trăm, đúng nào? Vậy thì đến hàng trăm này thì hàng chục ở đây là mấy? 9 này chúng ta thấy lớn hơn 5. Như vậy thì 4 này được cộng thêm 1 sẽ là 500. Đấy. Vậy thì ta nói con mực này nặng khoảng bao nhiêu? 500 kg. Giản đơn quá, đúng không? Bài 5. Số nào? 387 gồm mấy trăm, mấy chục và mấy đơn vị? Wow, dễ như ăn kem, đúng không nào? Gồm 300, 8 chục, mấy, 7 đơn vị. Số liền sau của 799 thì 799 cộng 1 sẽ là 8 gì? 800. Số tròn trục lớn hơn 25 nhưng lại bé hơn 35 thì các em sẽ liệt kê ra này. 25 này, 26 này, 27 này, 28 này. Các em liệt kê nhé. Đây là phương pháp dễ nhất. 30, 31, 32, được chưa? 33, 34. Như vậy chúng ta loại cái anh này, đúng không? Thì sao nó lớn hơn 25? Vậy chúng ta tính từ 26 cho đến 34 này, có số nào là số tròn trục? Chỉ có duy nhất một số đây này. Số gì? 30. Được chưa? Số có hai chữ số làm tròn đến hàng chục thì được số 30 là. Đấy. Hai chữ số mà làm tròn đến hàng chục được số 30. Hai chữ số, tức là các em sẽ có các cái số như là gì? 21, đúng không? 22, 23, 24, 25. Đấy, 26, 27, 28. Vậy thì những cái số này này làm tròn thì chúng ta sẽ thấy nó chỉ được 20 thôi, đúng không? Nhưng mà những cái anh từ 25 này này, đấy thì chúng ta sẽ làm tròn được bao nhiêu? 3 gì? 30. Đúng không? Làm tròn đến hàng chục nha. Đấy, làm tròn đến hàng chục thì được số là 30. Đó, như vậy những anh này làm tròn đến hàng chục thì nó sẽ được số là 30. Hoặc là chúng ta cũng lại có các cái số nữa nha các em. Như là gì? 31, 32, 33, 34 đây này. Đấy, những số này cũng là những số làm tròn đến hàng chục. Đấy, thì nó sẽ được số là gì? 30. Như vậy các em sẽ chọn trong 6 cái số này này, 8 số này, các em muốn ghi số nào cũng được. Được chưa nào? Đó, như vậy chúng ta sẽ chọn, thầy sẽ chọn bất kỳ ở đây. Thầy lấy số 29 đi. À, đây còn số 29 nữa nha. Đấy, thầy sẽ lấy số 29 đi cho nó đẹp. Đúng không? Rồi. Bài số 6. Hình sau có bao nhiêu mảnh ghép? Đấy, như vậy mình sẽ ước lượng. Vậy thì mình cứ ước lượng theo hàng ngang này. Mỗi hàng ngang này là 10. Đúng không? 10 này, 20, 30, 40, 50, 60. Chúng ta sẽ ước lượng nó có khoảng 60. Bây giờ mình sẽ đếm này. Các em đếm thực sự này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đếm tiếp.
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29, 30, 31. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Như vậy chúng ta đếm thì có bao nhiêu? 61 mảnh. Như vậy mình ước lượng chỉ sai có một gì? Một đơn vị thôi. Rồi. Và tiếp theo đấy là cái trò chơi gì? Bảng nhân và thú cưng. Thì riêng cái phần này chúng ta sẽ tự thực hiện các em nhé. Và đến đây chúng mình đã thực hiện xong cái tiết ôn tập số 1. Đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video này đến cho bạn đang học chung lớp, ngồi chung bàn với mình các em nhé.